Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên YouTube mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh, đó chính là hình ảnh hai cậu bé đang thi câu cá với nhau, xem ai câu được nhiều hơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tô màu cho bức tranh về hai cậu bé đang câu cá nha các bạn. Phần tóc của hai cậu bé này thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Màu màu nâu chúng ta thì chọn hai màu đấy để tô màu tóc. Hoặc chúng ta có thể tô màu đen cũng được. Mình sẽ dùng màu đen để tô màu tóc nhé. Tiếp theo chú cá đây mình sẽ tô màu hồng nhé, một chú cá màu hồng, một chú cá màu vàng nhé. Chú cá tiếp theo mình sẽ tô màu vàng nhé. Những cái cột ở bên dưới này mình sẽ tô màu nâu nhé. Tiếp theo cái cây thì mình sẽ tô màu xanh lá. Những cái cây này ở dưới bùn nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ dùng màu hồng nha. Đây mình sẽ dùng màu hồng cho những cái cây hoa này. Bây giờ mình sẽ tô màu cho bộ đồ của cậu bé đang mặc, thì mình sẽ dùng màu nâu trước nha. Mình dùng màu nâu trước nha. Sau khi dùng màu nâu xong thì phần quần mình sẽ dùng màu xanh dương nha các bạn. Đây mình sẽ dùng màu xanh dương cho phần áo, phần quần nhé. Tiếp theo mình sẽ tô áo màu xanh lá nhé. Mình sẽ tô màu lá cho phần áo trước. Mình sẽ tô màu xanh lá nhé. Và phần quần nữa nha mọi người, phần quần thì mình sẽ tô màu cam nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe.
Tiếp theo mình sẽ dùng món đâu tiếp nhỉ người? Và mình sẽ tô màu xanh dương cho phần cái đựng bồi này. Phần lá thì mình sẽ dùng màu xanh lá nhé. Phần nước ở bên dưới mình sẽ dùng màu xanh dương. Tiếp theo mình sẽ tô màu tím cho phần cái phần câu này nhé. Đây là bức tranh mình đã tô màu xong nhé các bạn. Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu hình ảnh bức tranh về cái hai cậu bé đang thi câu cá với nhau này đã được mình hoàn thành xong. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô màu tiếp theo nha. Mọi người ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa sẽ xuất hiện trên kênh YouTube này của mình nhé các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.